Ok, hello, xin chào anh đã quay trở lại với kênh channel của Sài Ta Vinh nha. Ok, thì hôm trước mình đã có làm clip hướng dẫn cho anh cách để mà qua C2 một cách là đơn giản rồi đấy. Thì có nhiều em sẽ thắc mắc rằng khi mà qua C2 không á, thì chúng ta làm sao để mà trở về bên C1. Đấy, thì có nhiều em sẽ thắc mắc như thế nên là clip này mình sẽ chia sẻ anh cách để mà từ C2 về C1 nha. Thì chia sẻ cho những bạn chưa biết thôi, những bạn biết rồi có thể là để lại cho mình cái comment dưới phần bình luận nha anh em. Thì để mà về được C1 á thì đầu tiên thì anh em sẽ phải là lên được C2 nha. Thì anh em phải ở C2 thì anh em mới có thể là về C1 được. Đầu tiên để mà anh em có thể là về C1 á thì anh em phải trở về cái khu vực đó chính là khởi đầu của C2 nha. Và nếu mà anh em nào đang ở cái khu vực là thư viện giống như mình thì anh em hãy bấm vào trong một cái là ngôi nhà, hoặc là nếu mà anh em nào ở bất kỳ cái điểm nào trên C2 cũng vậy hết trơn á, thì anh em bấm vào cho mình cái mục đó chính là ngôi nhà nha. Anh em bấm vào khu vực này thì nó sẽ dịch chuyển cho chúng ta về cái khu vực chính là đảo ban đầu. Còn thì sau khi mà anh em trở về cái chỗ mà khởi đầu của C2 rồi thì anh em lại cái góc dưới đây nè anh em. Cái góc có chữ NPC như này nè anh em, tên là Sea Captain. Thì anh em bấm vào đây và anh em bấm vào cho mình một nói chuyện. Thì bên ông này em sẽ hỏi là tôi có thể đưa bạn trở lại thế giới chính, bạn có muốn đi không? Đó, thì nếu mà anh em nào muốn đi thì anh em trở lại C1 á, thì anh em bấm vào có. Ok, nếu mà anh em muốn về C1 thì anh em hãy bấm vào cho mình nút like. Còn nếu mà anh em mà không muốn về C1, anh em muốn ở đây á, thì anh em cho mình một đăng ký kênh nha. Ok, bây giờ mình sẽ bấm nút có nha anh em. Ok, mình đang dịch chuyển nè. Đấy, thì sau khi mà anh em đã dịch chuyển xong rồi thì nó sẽ trở về màn hình khi mà anh em vào game á, giống như là lúc mà anh em mới lót game vô thôi. Đấy, sau khi mà anh em có màn hình này, anh em chỉ cần đợi cho nó lót vài giây thì chúng ta sẽ trở về C1 nha. Đấy, thì rất là đơn giản luôn. Thì anh em nào mà chưa biết thì anh em có thể tham khảo qua clip này của mình để anh em có thể là trở về C1 một cách là đơn giản. Sau đó thì anh em phải chọn phe lại, thì anh em nào muốn chọn hải tặc thì anh em chọn, còn đây là chúng muốn chọn phe hải quân thì anh em chọn nha. Sau khi mà về C1 rồi thì chúng ta sẽ ở đúng cái đảo mà lần đầu tiên mà chúng ta chơi cái tựa game Blackwood này luôn đó. Thì anh em sẽ trở về cái đảo đầu tiên luôn nha anh em đó, thì hay còn gọi là đảo hải tặc đấy. Thì ở cái đây thì chúng ta sẽ được là trải nghiệm về tuổi thơ khi mà anh em về đấy. Ok, thì đó là cách mà cho anh em có thể là về C1 một cách là đơn giản nhất. Ok, nếu mà anh em nào muốn qua C2 lại á, thì anh em có thể là đi qua cái đảo, một cái đảo tên là thị trấn trung tâm. Thì cái đảo này nằm đối diện với lại cái đảo này nên là bây giờ mình sẽ đi qua bên kia nha. Đó, thì nếu mà anh em nào không có chiêu dịch chuyển này kia hay là chiêu bay này kia thì anh em có thể là mua thuyền nha, tại vì bên đây nó có bán thuyền cho anh em đi á. Ở đây mình đi bằng trái Phật tổ nha anh em, hãy mình hóa trái Phật tổ để mà to lên anh em. Mà ok, thì đây là một trong những trái mà cực kỳ mạnh trong cái tựa game là Blackwood này. Sau khi mà anh em qua bên đây rồi thì anh em hãy đi ra phía sau này anh em hãy đi theo đường của mình chỉ nha. Anh em ra phía sau nè, đó thì anh em đi thẳng vào này. Ở phía sau của cái khu vực này thì chúng ta sẽ có một cái NPC khác, đây chính là nằm bên đây nè anh em. Đó, tên là Ethereum Captain anh em ạ. Thì anh em bấm vào đây, sau đó thì anh em hãy bấm vào cho mình nói chuyện và anh em sẽ bấm cho mình nút có vẫn như thường lệ thôi. Nếu mà anh em là muốn qua C2 thì anh em đang bấm đăng ký kênh, còn anh em muốn qua C1 ở lại á thì anh em mới bấm nút like cho mình nha. Đấy, ok, sau đó thì này chúng ta sẽ được dịch chuyển đến C2 anh em đó, và cái màn hình ở phía sau sẽ được thay đổi bằng cái màn hình khác. Đấy, thì nó sẽ chứ nhờ nó là dấu hiệu nhận biết cho chúng ta là đã lên C2 rồi đấy. Thì đây là cái quá trình mà mình đã học hỏi và cũng như là mình cài được, nên là mình giờ mình chia sẻ cho anh em thôi. Ok, nếu mà anh em thích video mình thì đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh nha anh em. Đó, thì cái like đăng ký kênh lúc nãy thì mình nói giỡn thôi, nhưng mà đây là thiệt nha. Nếu mà anh em thích video mình thì đừng quên cho mình một like và một đăng ký kênh để mà ủng hộ mình nha anh em. Đấy, thì bây giờ chúng ta quay trở lại C2 của chỗ lúc nãy rồi. Còn nếu mà anh em nào muốn vô thư viện thì chúng ta đi thẳng qua đường kia nha. Ok, cảm ơn anh em rất nhiều. Thì bây giờ thì xin chào, hẹn lại anh em vào những video lần sau. Nhớ subscribe và ủng hộ mình nha anh em. Bye bye.